Thưa quý vị, tại xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, mỗi lần xe cứu thương chạy ngang qua cấp cứu nạn nhân khỏi cơn nguy hiểm, người ta lại nhớ tới ơn nghĩa của chị Lê Thị Bích Diễm, một người dân chẳng hề giàu có, nhưng đã chắc chiêu tích cóp khoảng 150 triệu đồng để mua xe cứu thương và tặng lại cho địa phương để cứu người. Dù chiếc xe chỉ mới hoạt động hơn 2 tháng, thế nhưng đã phục vụ hàng trăm lượt bệnh nhân tại địa phương và tất cả hoàn toàn miễn phí. Trong tiểu mục Kết nối phương Nam tuần này, xin gửi đến quý vị khán giả câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng chị Lê Thị Bích Diễm. Mấy tháng nay, từ ngày có chiếc xe cấp cứu này, những người bệnh tại xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bớt lo lắng hơn, bởi chỉ cần gọi tới đường dây nóng là sẽ có xe đưa đi viện ngay lập tức. Người bệnh không mất khoản chi phí nào. Hỏi ra mới biết, chiếc xe này do vợ chồng chị Lê Thị Bích Diễm, một tiểu thương nhỏ tại địa phương, đã gom góp dành dùm để mua lại chiếc xe này với giá 150 triệu đồng. Chiếc xe đã được tặng cho xã Phú Thuận B với hy vọng giúp đỡ cho nhiều người dân nghèo tại địa phương khi gặp sự cố ốm đau. Chị Diễm này, không biết là cái động lực nào mà đã khiến chị quyết tâm để mua được một cái chiếc xe để làm xe cấp cứu cho địa phương vậy ạ? Hồi đó cũng cảnh khổ đó, nhờ mình có ước nguyện lúc ba bệnh đó, kêu xe cũng hơi khó đó, chằn chọc lắm, như kêu giờ không có ai chạy xe đó nữa. Giờ mà lần đi thì dăng cái võng lên xe cho ba nằm, lúc mà ba đau cũng khổ nữa. Từ cái chỗ khổ đó mình cũng là giái cho mình có dư cho mình mua chiếc xe vậy đó, cho chữ thập đỏ nên chuyển bệnh tiện hơn. Vậy thì chắc là chị mua chiếc xe đó thì cũng là 150 triệu. Thì cái số tiền này không phải là nhỏ đối với một người buôn bán kinh doanh nhỏ như mình đúng không ạ? Thì chị đã phải tích góp nó như thế nào và để mua được chiếc xe đó ạ? Lúc mới đầu cưới về ha, thì em bán dạ, chị bán giải. Anh Tùng anh chạy như chạy cá cho người ta, chạy ăn tắn vậy đó. Cực lắm chứ. 150 triệu đó là cũng quý lắm rồi đó. Mà tại vì ước nguyện mình cũng dái lâu rồi. Mua là cho mua được chiếc xe là hai chồng mừng ngủ không được luôn đó. Vậy là tích góp được rồi, thì khi mà biết tin là mình mua được chiếc xe đó rồi á, thì ước nguyện của mình cũng đã thực hiện được rồi. Thì cảm xúc của chị khi mà nhận được tin đó ra sao ạ? Mừng mà không biết, cũng hầu hợp nữa. Trong bụng không biết qua mua lấy được chiếc xe mới hay không. Tại hứa mua giàu mà chưa thấy chiếc xe, mà không biết ngủ đêm đó không biết cái xe còn mới hay không. Đó cũng hồng hộp lắm, nhiều qua thấy được chiếc xe còn mới quá trời mừng luôn rồi. Về là hai cha chồng và mẹ cũng vui nữa, thấy chiếc xe còn quá mới rồi. Mới đây, chồng bà Nguyễn Thị Bé bị tai biến giữa đêm khuya cũng đã được đi cấp cứu kịp thời qua cơn nguy kịch. Đây là lần thứ 5 chồng bà Bé được cứu nhờ chiếc xe của chị Diễm. Chồng của chị á bị tai biến là đi xe ngoài không có được, xe ông đa đâu ngồi đâu có được. Thì xe cấp cứu ngay trước cửa trạm mình. Thì mình gọi Nghĩa xuống đi, có chiếc xe nó gọn gì đâu. Trước kia Hiền chưa có tặng thì cũng có chiếc ở đó. Nhưng mà sao nó tặng chiếc xe này rồi đấy hen. Là chiếc xe này đi nhiều hơn chiếc xe kia đó. Lúc nào cũng đi chiếc xe này chứ. Xe này gọn nhẹ mà nó dễ thương lắm mẹ ơi. Trước đây ở xã Phú Thuận B có một chiếc xe nhưng đã hết niên hạn sử dụng. Từ đó thì cô Hiền này là rất là kịp thời để mua tặng cho cái hội chữ thập đỏ một chiếc xe 7 chỗ. Dùng vào mục đích là chuyển bệnh thì bà con nhân dân rất là đồng tình và ủng hộ cái tinh thần, cái việc làm nhân đạo từ thiện của vợ chồng cô Hiền. Không chỉ tặng xe cứu thương, bao năm qua, chỉ cần tại địa phương có ai ốm đau, nghèo khó, chị Diễm đều giúp đỡ nhiệt tình. Trong suốt cái quá trình mà mình nung nấu cái ý định của mình như vậy cho đến lúc mà mình thực hiện được á, thì có ai phản đối hay là có ai đồng hành cùng chị trên cái con đường của mình hay không ạ? Và mẹ với ông xã cũng đốc mua đây cho ước nguyện mình dái lâu rồi. Nhiều người không biết thì nói mình hơi sang phải không? Còn nhiều người biết mà có tấm lòng như mình thì người ta mừng dữ lắm. Em cũng ước nguyện có nhiều người có tiền, có của như mình là làm như em vậy nè. Cho mấy người khổ cũng đỡ như phần nào, như trong khi nó bệnh không có tiền đi bệnh viện.
là bệnh cấp bách không có tiền đó. Dạ, chắc là em nghĩ là với những cái ước mong của chị thì những người mà người ta cũng đang có ý định thì người ta cũng sẽ noi theo và người ta cũng sẽ làm những cái việc có ích cho xã hội như vậy vậy ha. Dạ, và cũng rất là vui vì những cái nghe cái chia sẻ vừa rồi của chị ạ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.